Em là Trần, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip này thì test cho các bác một combo phối ghép khá là ăn ý giữa cặp loa Pioneer S180 ba la mã và châm ly Sansui Awonpha 707 mặt gương, tình trạng siêu đẹp luôn. Đây là một bộ phối ghép hoàn hảo, hay trong cái tầm tiền. Sở trường của bộ này là chơi nhạc vàng, nhạc bolero. Ngoài ra thì em nó có thể đáp ứng được rất tốt nhiều các cái thể loại khác nhau nữa các bác nhé. Đối với cặp S180 phiên bản ba la mã, hôm nay bên em về trong cái tình trạng tuyệt đẹp và nguyên zin bạc. Cặp này sử dụng cấu hình bát 30, cấu hình của nó thì nó tương đương với dòng S180A, nhưng cái mức giá của nó rất là hợp lý cho các bác chơi. Đấy, một bát 30, một loa trung và một cái loa chép điện và rất là cao cấp của Pioneer, tình trạng siêu đẹp luôn. Đấy. Em mời các bác chúng ta cùng nhau tiến lại gần để chúng ta quan sát chiếc cặp loa Pioneer S180 ba la mã trong cái clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì em mời các bác xem cái phần thùng vỏ của cặp loa. Đây còn rất là đẹp, thùng vỏ góc cạnh này gần như là không có vết chày xước sứt mẻ gì cả. Đấy, rồi đến cái phần tuyến loa. Tuyến loa thì chúng ta sẽ có một bát 30 ở đây, sử dụng cái màng carbon. Một loa trung rất là lớn và một cái loa chép điện. Ở đây chúng ta có hai vi tinh chỉnh dành cho giải mid và giải chép. Đấy, tình trạng cấu hình tuyến loa rất là đẹp. Thùng vỏ góc cạnh này nét căng, đây là những cái vết bẩn, những cái vết vân tay. Đấy, còn lại thì thùng vỏ của nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, phần hậu thì còn siêu mới luôn. Đấy, những cái dòng này thì cho cái chất lượng âm thanh rất là tốt trong cái tầm tiền. Đấy, các bác xem quá đẹp luôn ạ. Đấy, góc cạnh của em nó phải nói rằng xuất sắc. Đấy, phần hậu phía sau còn rất là mới. Cấu hình tuyến loa của S180 ba la mã đây. Đấy, rất là đẹp. Cặp này thì thiết kế nó đúng hai vế LR trái phải đối xứng nhau. Đấy, công suất maximum là 200W cho một thùng, đủ để các bác chơi đa năng. Và hôm nay thì em có châm ly Awonpha 707 mặt gương, tình trạng siêu đẹp luôn và cũng là zin nguyên bản. Châm ly này có công suất cao 330W, trị cực kỳ nhiều loa cứng đầu, đặc biệt là phối ghép hợp với những cái dòng loa của Pioneer, những cái dòng loa của Sansui, Đờ Nông, Onkyo, thì châm ly này đều có thể đánh được những cặp loa bát 30, bát 40 các bác nhé. Cặp loa S180 ba la mã có mức giá bán là 18 triệu đồng và châm ly có mức giá là 9 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, tổng cả bộ là 27 triệu rưỡi và các bác nào lấy trọn bộ thì lì xì cho các bác 1 triệu luôn, là còn 26 triệu 500. Chỉ với 26 triệu 500 các bác đã có thể sở hữu được một combo cộng mợ như này rồi, rất là hay, tiếng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Em mời các bác chúng ta cùng nghe. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Em giao hàng đi toàn quốc và giá sản phẩm thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Em mời các bác chúng ta cùng nghe. Tóc thề tay ấm êm, thơm mùi hương tóc
sang thể loại nhạc có cái tiết tấu mạnh một chút để cho các bác cảm nhận cặp loa này chơi đa năng, tiếng nó tốt như thế nào. Bass nó đánh đầm sâu, uy lực, mềm mại. Trung âm và tép cũng rất là tốt. 27.500.000 mà các bác lấy cả bộ là chỉ có 26.500.000 thôi. Đấy, đã có thể sở hữu được một combo rất chất lượng như này rồi. Rumba các bác nghe nhé, tiếng rất ấn tượng. Cặp loa là 18.000.000 và châm ly là 9.500.000. Toàn bộ 27.500.000 là các bác lấy hai món thì em lì xì góp 1.000.000 nhân dịp đầu năm mới, nhanh gọn luôn. Cho một combo cực kỳ chất lượng. Các bác có nhu cầu nhanh tay alo cho em. Giá rất là tốt luôn. Hàng bên em tuyển chọn bao đẹp và zin nguyên bản phục vụ các bác. Tiền đưa buồn hơn đêm mưa lặng.
Cặp loa Pioneer S180 35 mã có mức giá bán 18 triệu và trâm đi 707, công suất 330W, có mức giá 9 triệu 500, tổng cả bộ là 27 triệu rưỡi. Các bác nào lấy cả bộ thì lì xì trực tiếp cho các bác 1 triệu luôn, là còn 26 triệu rưỡi. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm ship.